Bạn thấy không? Tôm cốt này ăn rất là ngon nha, siêu thơm luôn, siêu đặc biệt luôn. Má ơi nó đã. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là bây giờ là 5 giờ mấy chiều các bạn. Mình đang ở chỗ Rotterdam, gần cho đêm. Đối diện đây là bên này là Latinum nè các bạn. Đó, chiều giờ này bà con ta đi làm về nè. Đó, mình đang ở Bangkok, Thái Lan nha các bạn. Hôm nay mình làm video chia sẻ cho các bạn xem về cái món đặc sản của Thái Lan nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy từ xa không? Đó, nguyên một chiếc xe luôn. Đây là xôi xoài của Thái Lan nha các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Các bạn đến Thái Lan mà các bạn không ăn xôi xoài thì quá là tiếc luôn nha các bạn. Đây, đây là những trái xoài Thái Lan nè các bạn. Đó. Đây, còn đây là cái hộp xôi xoài. Thì gồm có xoài và xôi các bạn. Ở trên này mình thấy có mấy hạt đậu xanh và kèm là nước cốt đó các bạn. Đó, mình đứng ở đây rất là thơm luôn. How much madam? 50 bạc. À, cái này là 50 bạc nha các bạn. Một hộp như vậy gồm có xôi, nước cốt và xoài là 50 bạc, là tương đương tầm 35.000 các bạn. Cái này là ẩm thực đường phố Thái Lan nha các bạn. Đó, bây giờ mình xem chị gọt xoài nha. Cái này là xoài Thái Lan nè các bạn. Nhìn chị gọt đã ghê các bạn. Cái dao bén. Một chút xíu thì nhất định mình sẽ mua một hộp để mình ăn. Các bạn qua đây các bạn tìm những cái món ẩm thực đường phố mà đặc sản của Thái Lan ăn đó, rất là ngon luôn. Sticky rice with mango, 50 baht. 50. Mango rice 50. À, only mango 50. 50. À, cái xôi xoài là có xoài rồi có xôi có nước cốt là 50 baht nha các bạn. Còn nếu các bạn mua xoài xong như vậy là 60 baht là 42.000. À, mình xem chị làm. Đó, đây là đường phố của Bangkok nè các bạn. Buổi chiều thì mát mẻ lắm các bạn. Bắt đầu buổi trưa á, nắng rất là nắng mà rất là khó chịu luôn. Nó kích kích khó chịu lắm các bạn. Đây, trái xoài này nhìn không, nó giống xoài keo, xoài Thái của mình nè các bạn. Nhưng mà xoài keo thì nếu mà chín á, thì ăn sẽ không có ngon. Còn đặc biệt loại xoài này các bạn ăn rất là ngọt nha các bạn. Alo. Alo. Anh đang quay xoài xoài xíu, anh quay lại nha. chút xíu. Đồng đội mình gọi các bạn. À, đây nè các bạn nhìn xem nè. Con dao bén nha. Mà mình đứng đây cái mùi xoài rất là thơm bạn, xoài xoài chín. Mà sau này là xoài hạt lép luôn các bạn. You sell every day here. Đó. Chị gọt xong chị sẽ bỏ vào cái bịch, vỏ bỏ vào bịch này các bạn. À, rất là sạch sẽ luôn. Đây là toàn cảnh chiếc Mercedes của chị nè các bạn. Đây còn đây là sau là chị sẽ cho vô cái bọc đó các bạn. Bắt đầu chị sẽ cho ra hộp như thế này. Mà xôi ở đây với nước cốt các bạn ăn rất là thơm luôn. Ăn rất là ngon. Nên mọi người qua Thái đều ăn cái món này. Cái này coi như là đặc sản của Thái luôn các bạn. Đây khách luôn.
Thường thì trước khi mình về Việt Nam các bạn, mình ra sân bay á, mình cũng hay gom order mấy cái xoài này về Việt Nam nè. Mình ra ở ngoài cũng có bán xôi xoài nữa, nhưng mà ở ngoài thì bán mắc hơn. Xong rồi mình gom order xong rồi mình mang về Việt Nam, bắt đầu là mình giao liền cho khách. Cái này không có để qua đêm được các bạn. Đó, ở bên Thái Lan bây giờ rất là tiện lợi các bạn. Các bạn mua đồ các bạn có thể không cần mang tiền mặt luôn, mà mỗi người dân đường phố họ đều đăng ký một cái app đó các bạn. Kiểu như là quét mã vạch đó, là thanh toán qua app luôn, rất là tiện lợi luôn. Không cần phải vào siêu thị hay là những trung tâm thương mại lớn các bạn mới có thể hay là Maximart này nọ các bạn, vào đó quét. Còn ở đây là ngoài đường phố vẫn quét ngon lành bình thường. À, chị gái mua một hộp. À, đây là anh chị khách du lịch của Việt Nam ghé ăn xoài xoài đây các bạn. Mình đứng đây nhưng mà cái mùi sò dính rất là thơm luôn các bạn. Các bạn thấy dao siêu bén chưa? Nhìn gọt rất là đã luôn các bạn. Bên gọt sò chị cũng có bao tay riêng, rồi bên xôi là chị cũng có bao tay riêng luôn nha các bạn. Đó. Đó, xong rồi chị sẽ cho nước cốt vào một cái bịch. Đó, 50 bạc, 35 ngàn mình nữa nha các bạn. Đây, madam. Nhìn gọt xoài thôi cũng đã nữa các bạn, nhìn kìa. Các bạn nhìn thấy để ý con dao nhẹ nhàng nhẹ nhàng, động tác của chị rất là chậm rãi luôn các bạn. Chỉ còn tiếp một trái nữa. Đây.
Xôi xòi là 50 bạc nha các bạn. Còn hộp xòi không là 60 bạc nha các bạn. Cô này mua một hộp xôi các bạn. Đó, chiều Bangkok rất là mát mẻ luôn. Bây giờ mình sẽ mua một hộp luôn nha các bạn, để mình ăn, mình trải nghiệm luôn nha các bạn. Mình cũng ăn thường, ăn mình đi qua đây là mình ăn à. Và giờ hôm nay mình mới làm cái video One Box Madam, One Box Tiki Rai with Mango. Để cho Madam đang gọt lỡ dở các bạn. Yeah, tiki. Đây đó. 50 bạc. Đây mình đưa 1.000 bạc, chị sẽ thối lại 950 bạc các bạn. Các bạn có thể trả tiền mặt cũng được, mà trả app cũng được. Nhưng mà app thì chỉ có người Thái với người Thái thôi các bạn. Mình mà qua đây theo dạng như cũng du lịch thôi, chứ mình cũng không có xài app. App là các bạn phải đi nạp tiền, kiểu giống như bên Momo bên mình vậy đó. Đây, cuối cùng mình mua được một hộp xôi xòi các bạn. À, bây giờ mình sẽ trải nghiệm luôn nha các bạn. Giờ mình tìm được cái địa điểm để mình ngồi mình ăn rồi các bạn. À, cũng ở đối diện khách sạn mình luôn các bạn. À, mà mình cho các bạn xem nè. Mình ở khách sạn mấy bên này. Khách sạn mình ở là xéo xéo bên kia, bên Tenta các bạn. À, giờ này buổi chiều đường vắng lắm các bạn. À, khách du lịch hiện tại là cũng vắng nên là buổi chiều ít có ai ra đường lắm. Mình cho các bạn xem là nguyên một hộp như vậy luôn, 50 bạc. Siêu hấp dẫn luôn, gồm có xoài, xoài và nước cốt nha các bạn, để mình chế nước cốt ra. Các bạn đợi mình xíu nha. Do là về ẩm thực đường phố, mấy chị này bán ngoài đường phố các bạn, không có chỗ ngồi giống như ở Việt Nam mình có bàn có ghế. Đây là mua đa số là ngồi ăn ven đường thôi. Sẵn đó mình làm video chia sẻ về ẩm thực đường phố thôi, mình cũng mua mình trải nghiệm mình ăn ven đường giống như mọi người đó các bạn. À, bạn thấy không? Nước cốt này ăn rất là ngon nha, siêu thơm luôn. Siêu đặc biệt luôn. Má ơi nó đã. Bây giờ mình làm một miếng xoài trước nha các bạn. Thôi, lâu lâu có xe đi ngang nhìn. Rất là ngon các bạn. Ngọt thanh. Nhưng mà này nó hơi chín nhiều, nó hơi mềm mềm các bạn. Nó chín hơi nhiều. Làm một cục xôi à. Xôi xòi là bên này là nổi tiếng nhất Thái Lan luôn. Khách du lịch mà qua đây mà không ăn xôi xòi là coi như là tiếc lắm các bạn. Cái mùi nó cốt á, như cái xôi á, nó thơm, nó mịn mà nó béo, ăn không tưởng tượng được các bạn. Ngon lắm. Rút vô thêm miếng xôi. Ngon lắm các bạn. Một hộp như vậy 35.000 à, 50 bạc à. Cái này là ở đường phố, dân chỗ Bangkok, cái dân chỗ chợ đêm nha các bạn. Còn nếu mà các bạn mua ngoài sân bay là nó mắc lắm. Ra sân bay giống như ở bữa mình đi Việt Nam, ở Hồ Chí Minh sân bay Việt Nam mình đó. Mình vô sân bay mua chai nước suối 60.000. Rất là ngon, rất là béo luôn các bạn. Với vậy hồi nãy mình lấy xôi nhiều, mình bỏ ít lại xôi, xôi nhiều quá. Nguyên một trái xôi luôn các bạn. Ngon.
Nước cốt ngon lắm mà chỉ cho ít quá. Nước cốt mà nhiều nữa là bá cháy luôn các bạn. Mang chan nhiều nhiều vô hấp. Ngon quá. Dân buôn đi ngang cũng nhiều. Thấy mình ngồi mình ăn họ nhìn nhìn. Người Việt Nam có, người nước ngoài có nha các bạn. Sắp hết luôn rồi. Các bạn, ở Việt Nam mình hình như cũng có, lâu lâu cũng có mấy cái hội chợ của Thái các bạn, có bán xôi xòi nè. Nhưng mà không biết là có ngon như vậy hay không, tại mình chưa có ăn, mình nghe nói thôi. Hết rồi các bạn ơi. Cái viên này là cái hộp, còn này là hết thịt luôn rồi, hai bên. Mình không cầm hộp đâu các bạn. Không có xin con giấy. Rồi các bạn đến Thái Lan các bạn nhớ có dịp các bạn thưởng thức xôi xòi nha các bạn. Giá cũng mềm, ăn rất là ngon luôn. Đặc biệt ở đây là coi như là đặc sản luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn.